Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim. Ngày hôm nay siêu thị Lồng Chim quay cận cảnh chiếc lồng chào mào 68 nam tích thủy hử để anh em có thể chiêm ngưỡng chiếc lồng này. Chiếc lồng này thì vừa tham dự hội thi ASEAN triển lãm. Đấy thì anh em có thể tham khảo mẫu lồng này hoặc có thể đặt hàng trực tiếp, vì mẫu lồng này thì bên em đang có sẵn nhá, lồng 68 nan và tích thủy hử. Như em nhìn thấy thì chiếc lồng này được chạm tay rất là tinh xảo, chi tiết từng góc cạnh của chiếc lồng. Đây là cái phần đáy lồng được chạm tích thủy hử nhá. Anh có thể tham khảo chiếc lồng này hoặc có thể xem các rất nhiều các mẫu lồng khác của siêu thị Lồng Chim trên website www.siêuthilongchim.net, hoặc anh em có thể kết nối Zalo hai số điện thoại trên. Thì ở trên thòng thời gian cũng khá là nhiều mẫu lồng cũng như là có giá của sản phẩm để anh em có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái mẫu lồng phù hợp nhất để đặt hàng. Anh em nhìn thấy chiếc lồng này vô cùng đục, vô cùng tỉ mỉ, anh em nhìn thấy không ạ? Cái sắc mặt thần thái của những từng nhân vật trong chiếc lồng này, từng nhân vật thủy hử trong chiếc lồng này đều được đục rất là sắc nét. Đục toàn bộ kể cả các phần nẹp đồng, nẹp xung quanh lồng cũng được đục này, chạm đáy, tang chân, cống. Đây, đây là cái phần móc ở trên này. Chiếc lồng này thì hiện tại đang có sẵn nha. Anh em đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline ở trên 0964278585 hoặc 0984217365. Anh em có thể xem các mẫu lồng khác tại website www.siêuthilongchim.net. Hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim để cập nhật thêm rất nhiều các video khác về chương trình khuyến mại cũng như là các mẫu lồng sẵn có tại siêu thị Lồng Chim, để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu lồng chim phù hợp nhất. Anh em có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại hotline trên để được tư vấn hỗ trợ tìm những mẫu lồng phù hợp. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.